Sáng ngày 19 tháng 1, Hội khuyến học quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2024. Tới dự có đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học thành phố, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Năm 2023, Hội khuyến học quận đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận. Toàn quận có 94,5% gia đình đạt gia đình học tập, 17 trên 22 dòng họ đạt dòng họ học tập, 97,8% tổ dân phố và cơ quan phường đạt cộng đồng học tập, 32 trên 35 trường đạt tiêu chí đơn vị học tập, 100% cán bộ viên chức đạt danh hiệu công dân học tập. Trong năm, hội đã huy động các nguồn kinh phí tổ chức tốt việc khen thưởng, tặng học bổng cho học sinh giỏi, tặng quà cho học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn thuộc diện gia đình nghèo cận nghèo với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Hội đã thành lập mới ban khuyến học trung tâm y tế quận Kiến An với 60 hội viên. Năm 2024, Hội khuyến học quận tiếp tục làm tốt công tác tiêu chuyển sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết của công tác khuyến học trong thời đại công nghệ số và chương trình xây dựng quận học tập, thành phố học tập, tiêu truyền vận động thành lập mới từ 3 đến 5 tổ chức khuyến học tại các cơ quan doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn quận, phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, các tổ chức chính trị xã hội thuộc quận, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, củng cố và phát huy vai trò trung tâm học tập cộng đồng các phường, góp phần nâng cao trình độ dân trí cho các tầng lớp nhân dân khuyến khích tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời học không ngừng nghỉ theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức đăng ký xây dựng, đồng thời nâng cao chất lượng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập, huy động các nguồn lực xã hội nhằm quan tâm trợ giúp các em học sinh con cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, động viên khen thưởng, tổ chức tặng học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2023-2024. Như dịp này, một tập thể và một cá nhân vinh sự được nhận bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học thành phố tặng giấy khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân, Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân, Hội khuyến học quận tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.